Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 22, phẩm Thăng Lên Cung Trời Đâu Xuất, thứ 23. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói xong phẩm thập tạng tại cung trời Dạ Ma rồi, lại thăng lên cung trời Đâu Xuất, vì thiên chúng diễn nói pháp môn thập hồi hướng. Pháp này là pháp Bồ Tát tu tam hiền, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Một số người thăng lên kia mà lìa khỏi đây, dòng sự thăng lên của Đức Phật thăng lên kia mà chẳng lìa khỏi đây. Đây là đạo lý gì? Vì Phật có thần thông diệu dụng không rời khỏi tòa, mà ở trong định đến cung trời Đâu Xuất thuyết pháp. Đâu Xuất là tiếng Phạn, dịch là trí túc. Người trời ở cõi này rất là biết đủ, trí túc. Bất cứ những gì vừa đủ là thôi, không cần nhiều. Do đó, kẻ biết đủ thì an vui, người nhẫn nhịn thì yên ổn. Trời Đâu Xuất là tầng trời thứ tư của cõi dục giới, ở trên trời Dạ Ma, ở dưới trời Hóa Lạc. Cõi trời này có nội viện và ngoại viện. Nội viện là chỗ ở của các Bồ Tát Bổ Xứ Phật Vị, hiện tại Bồ Tát Di Lặc, Phật Vị Lai ở tại nội viện. Ngoại viện là nơi thiên chúng ở, hiện tại Bồ Tát Di Lặc vì họ diễn nói diệu pháp. Tại sao con người chẳng biết trí túc? Vì nhiều tham nhiều dục, tham mà không biết chán, tham cầu không ngừng. Ban ngày tỉnh cũng tham, ban đêm trong mộng cũng tham. Tại sao phải tham? Vì chẳng biết đủ. Nếu biết đủ thì sẽ chẳng tham cầu. Chúng ta khởi tâm tham là vì có dục vọng. Nếu chẳng có dục vọng thì chẳng có tham. Không tham thì biết đủ, biết đủ thì an vui, an vui thì chẳng có phiền não. Chẳng có phiền não thì chẳng chấp trước, chẳng chấp trước thì đắc được giải thoát. Chúng ta tu đạo là tu không chấp trước, buông xả mọi việc thì sẽ đắc được giải thoát. Bất cứ là việc gì đều phải nhẫn nại, không nhẫn được cũng phải nhẫn. Lúc đó trời cũng an, chẳng hàng tai họa. Đất cũng yên, chẳng làm cho chấn động. Do đó, nhẫn là báu vô giá, ai ai xử không tốt. Nếu hay dùng được nó, mọi sự đều sẽ tốt. Con người có rất nhiều phiền não là vì chẳng có công phu nhẫn nhục. Nếu học được công phu nhẫn nhục của Bồ Tát Di Lặc thì sẽ chẳng có tai họa, tất cả đều bình an. Bồ Tát Di Lặc nói: Lão quê mặc áo vá, cơm lạc no đầy bụng, áo vá che giá hàn, vạn sự hãy tùy duyên. Có người mắng lão quê chỉ nói tốt. Có người đánh lão quê nằm lăn ra, khạc nhổ vào mặt lão, để nó khỏi tự nhiên, ta cũng chẳng nhọc sức. Họ cũng chẳng phiền não. Đây là ba la mật, là bóng ở trong rượu. Nếu biết tin tức này, lo gì đạo chẳng thành. Văn từ của bài kệ này tuy nhiên rất là đơn giản, nhưng triết lý bên trong không thể nghĩ bàn. Bây giờ giải thích sơ lược như sau. Lão quê mặc áo vá. Lão quê tức là lão già rất ngu xuẩn. Ngài tự cảm thấy mình rất ngu xuẩn. Tại sao? Vì ngài có cái bụng bự lại mặc áo vá. Áo vá tức là áo rách dưới rồi vá lại, vá rồi lại rách, trước sau đều vá đi vá lại, biểu thị chẳng chấp vào hình tướng mặc quần áo. Quần áo tuy rách, có thể che đỡ lạnh là được rồi. Cơm lạc no đầy bụng, ngày ăn cơm rất là thanh đạm, cho đến muối cũng chẳng có, chỉ cần no bụng là được, không cần ngon hay không ngon. Đây là chẳng chấp trước vào sự ăn uống. Chùa Kim Sơn chúng ta cũng chẳng chấp vào sự ăn uống. Mỗi ngày ăn rau cải lượm từ đống rác chợ bỏ, nhưng chúng ta vẫn có rau cải ăn. Vị lão già quê này cho đến rau cải cũng chẳng có ăn, chỉ ăn thức ăn đạm bạc vô vị, nhưng vẫn ăn no bụng. Do đó tâm rộng thể mập, ngày chẳng sầu chẳng lo, mở miệng thường cười. Cho nên người sau này làm một câu đối liễn rằng: bụng bự hay chứa, chứa việc thiên hạ khó chứa. Mở miệng liền cười, cười người thế gian đáng cười. Thân thể của chúng ta giống như cái máy, lúc nào cũng phải thêm chút dầu thì nó mới làm việc, bằng không thì phải bãi công. Thân thể của chúng ta ăn cơm mới sống được, mới có thể làm việc. Nếu không cho nó ăn cơm thì nó sẽ bãi công, gì cũng chẳng làm. Thậm chí nó thị oai với chủ nhân rằng: ôi tôi muốn chết. Chủ nhân bị nó uy hiếp liền đầu hàng với nó, cho nó ăn uống để duy trì mạng sống. Bồ Tát Di Lặc rất thấu hiểu về túi già hôi thối. Bốn đại giả hòa hợp này chẳng phải là vật tốt, cho nên cho nó ăn no là được. Áo vá che đỡ lạnh. Tại sao phải vá? Vì muốn che lạnh.
cho nên vá lại chỗ rách dưới, vá tới vá lui vẫn phải vá, chuẩn bị khi mùa đông để che mưa gió. Vạn sự hãy tùy duyên, vị lão già quê này bất cứ gặp việc gì cũng đều tùy duyên, do đó việc đến thì ứng, việc đi thì lặng. Có tấm lòng như thế cho nên tâm rộng thể mập. Ngài tùy duyên tiêu trừ nghiệp cũ, không tạo nghiệp mới. Tuy nhiên tùy duyên nhưng chẳng thay đổi, chẳng phải tùy duyên thì thay đổi, mà là tùy duyên không thay đổi. Do đó tùy duyên không đổi, không đổi tùy duyên. Ngài có tông chỉ nhất định là gì? Tức là không tham. Có người mắng lão quê, giả sử có người vô duyên vô cớ đến mắng tôi thì tôi cũng chẳng nổi giận, coi như đang thưởng thức ca hát, hoặc coi như họ nói tiếng ngoại quốc nghe không hiểu thì chẳng có phiền não. Lão quê chỉ nói tốt, gặp được cảnh giới này thì lão quê nói tôi phải khen ngợi bạn, mắng rất tốt, mắng rất đúng, bạn là thiện tri thức của tôi, chỉ đạo tôi, rất cảm kích sự mắng chửi của bạn. Tôi đáng bị bạn mắng, tôi rất vui vẻ, hy vọng bạn thường đến mắng tôi. Giống như Bồ Tát thường bất khinh, ngài đánh lễ người ta, còn bị người ta đánh mắng, chẳng những ngài chẳng nóng giận, ngược lại còn tươi cười ha ha. Thế người là đánh lễ, lễ xong thì bỏ chạy đi, tại sao? Sợ người sinh phiền não. Tôi có mấy câu này, có người hủy báng tôi như được ăn cơm no, đây là thật bố thí, sao vui mà chẳng làm. Nếu như có người mắng tôi thì tôi tuyệt đối chẳng nổi giận, mà còn nói mắng rất là đúng, bạn ca hát rất là êm tai, tôi rất thích nghe. Bạn đang nói tiếng Anh chăng? Tôi nghe chẳng hiểu gì cả. Quán tưởng như vậy thì tự nhiên sẽ sóng yên gió lặng. Có người đánh lão quê, giả sử có người vô duyên vô cớ đến đánh tôi thì tôi tuyệt đối chẳng chống đỡ. Tùy họ làm gì thì làm, khi họ đánh đủ thì ngừng, tôi cũng chẳng nói gì. Lão quê nằm lăn ra, tôi một chút phiền não cũng chẳng có, tôi tự nằm ra xin họ cứ đánh. Lúc đó họ sẽ xuất khí, tự nhiên sẽ vô sự. Đây là công phu thật là diệu. Các bạn ai có công phu như thế thì sẽ thăng lên cung trời đâu suốt, lắng nghe Bồ Tát Di Lặc diễn nói diệu pháp tại Pháp hội Long Hoa. Khạc nhổ vào mặt lão, nếu có ai khạc nhổ nước bọt vào mặt tôi thì tôi cũng chẳng đếm xỉa tới, cũng chẳng lau chùi. Tại sao? Vì chẳng khởi phiền não, chẳng bị cảnh giới làm lay chuyển. Ngài đã tu đến trình độ như như chẳng động, rõ ràng, sáng suốt. Để nó tự nhiên khô, để nó tự khô lấy, hà tất vì nó mà bận tâm. Nước bọt ở trên mặt lại có ngại gì, đừng để ý đến, thì tự nhiên sẽ vô sự. Ai ai cũng nghĩ như thế thì làm gì thế giới chẳng thái bình. Tôi cũng chẳng nhọc sức, nếu được như thế thì chẳng lay động, coi như chẳng có chuyện gì. Tôi bớt được nhiều khí lực, không cần dùng tay để lau chùi nó. Họ cũng chẳng phiền não, họ nhìn tôi chẳng có chuyện gì, cũng chẳng lau chùi nước bọt của họ cả, thì họ sẽ tự nhiên tâm bình khí hòa, chẳng có phiền não. Tinh thần nhẫn nhục này thật là quá vĩ đại. Chúng ta nên học tập làm cho bằng được như Bồ Tát Di Lặc. Đây là Ba La Mật, đây là pháp môn Ba La Mật. Nhẫn nhục được sẽ đến bờ bên kia. Bờ bên kia tức là nơi không sinh không diệt, chỉ có các điều vui, chẳng có các sự khổ. Ai ai cũng đều biết nhưng không làm. Tại sao? Vì xả bỏ chẳng đặng hưởng thụ năm dục. Đó là báu trong rượu. Đây tức là rượu trong rượu, báu trong báu, báu vô giá, rượu báu chân chánh nhẫn nhục. Nếu biết tin tức này, nếu biết được tin tức nhẫn nhục, nếu minh bạch đạo lý nhẫn nhục, như vậy tất cả chẳng có chướng ngại gì cả. Lo gì đạo chẳng thành, tình hình như vậy vạn sự hanh thông, viên dung vô ngại. Bất cứ tu đạo gì thầy đều được thành tựu. Tại sao không thành đạo? Đều vì chấp trước thân thể, cho rằng đáng ưa thích, lúc nào cũng bảo vệ nó. Kỳ thật thân thể chỉ là túi da hôi thối. Tôi thường nói vật ở trong bụng là đồ hôi thối nhất, lúc ăn thì thơm, thải ra thì thối. Bất cứ ai cũng đều như vậy. Vậy thân thể có gì đáng ưa thích, có gì để chấp trước? Nếu có người mắng bạn hoặc đánh bạn, phải nhẫn thọ, đừng nổi giận, phải minh bạch khi chết, thì thân thể đáng ưa thích này lại đi đến nơi đâu? Chúng ta tu đạo, tức là mượn giả tu thật, ngàn vạn không thể được giả quên thật, phải trở về nguồn cội, phải bỏ mê về với giác ngộ, tu hành được như thế, tức là biết trì túc. Thiên chúng ở cõi trời đâu xuất, ít dục biết đủ,
Bồ Tát ở nội viện đều đoạn dục, chẳng có mong cầu gì hết. Các ngài đều phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát đạo, tất cả vì hạnh phúc của chúng sinh, vì giáo hóa chúng sinh cải ác hướng thiện mà không ngừng nghỉ. Tuy nhiên hạnh khổ nhưng là an vui, lấy việc độ chúng sinh làm trách nhiệm của mình, đây là đại nguyện của Bồ Tát. Bạn hay biết đủ thì bạn sẽ thăng đến cung trời Đâu Xuất. Họ hay biết đủ thì họ cũng sẽ thăng đến cung trời Đâu Xuất. Tóm lại, ai hay biết đủ thì người đó được sinh về cõi trời Đâu Xuất. Phật pháp là bình đẳng, chẳng có quan niệm giai cấp, chẳng có phân biệt thân sơ, hoàn toàn phải dựa vào công đức chân thật. Ai có thuần căn lành thì sẽ thăng đi lên. Người trên thế gian nếu thường biết đủ thì thế giới ta bà này sẽ biến thành thế giới biết đủ. Lúc đó đầy ác năm trường chúng ta đang ở sẽ biến thành cõi trời Đâu Xuất an vui, chẳng sầu chẳng lo, tiêu diêu tự tại. Hiện tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi kiết già trên tòa báu kim cang dưới cội Bồ Đề đã vào trong định, nhưng ngài đến cùng trời Đâu Xuất vì các đại Bồ Tát hậu bổ Phật vị và mười phương tất cả đại Bồ Tát cùng với vô lượng thiên chúng diễn nói diệu pháp không thể nghĩ bàn. Phẩm này là phẩm thứ 23 trong kinh Hoa Nghiêm, cho nên gọi là phẩm thăng lên cung trời Đâu Xuất thứ 23. Bấy giờ do thần lực của Đức Phật, mười phương thế giới, mười phương tất cả thế giới, mỗi mỗi bốn thiên hạ trong cõi Diêm Phù Đề đều thấy Đức Như Lai ngồi dưới cội Bồ Đề, đều có Bồ Tát nương thần lực của Đức Phật mà diễn nói pháp, ai cũng đều cho rằng mình luôn luôn ở trước Đức Phật. Lúc đó Đức Thế Tôn lại dùng thần lực chẳng lìa khỏi dưới cội Bồ Đề này và đỉnh núi Tu Di cung trời Dạ Ma mà đi đến cung trời Đâu Xuất, điện trang nghiêm tất cả diệu báu. Khi Đức Phật thăng lên cung trời Đâu Xuất thì dùng đại thần lực chẳng lìa khỏi tòa kim cang dưới cội Bồ Đề, đỉnh núi Tu Di, trời Đao Lợi, cung trời Dạ Ma mà đến cung trời Đâu Xuất, bảo điện trang nghiêm các diệu báu, vì đại chúng hải hội diễn nói diệu pháp Hoa Nghiêm. Trong kinh điển Phật giáo nói Phật có đại oai thần lực. Thần lực này là do ba A Tăng Kỳ tu phước huệ trang kiếp vun trồng tướng tốt mà thành. Vì Phật có đại oai thần lực cho nên hết thảy chúng sinh trong mười phương thế giới đều thấy Phật ngồi ở dưới cội Bồ Đề. Tư tưởng của chúng ta quá hẹp hòi, chỉ biết thế giới này. Kỳ thật khắp mười phương có vô lượng thế giới, bất quá cách xa trái đất của chúng ta quá xa, dùng mắt thịt nhìn chẳng thấy mà thôi. Mà tư tưởng của một số người cũng không đạt đến cảnh giới này. 3.000 năm trước đây, Phật đã biết có tiểu thiên thế giới. 1.000 thế giới là một tiểu thiên thế giới. Trung thiên thế giới, 1.000 tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới. Đại thiên thế giới, 1.000 trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Tính theo nhà thiên văn hiện tại, một trái đất là một thế giới. Trong thái dương hệ có rất nhiều tinh cầu. Trong hệ ngân hà có vô số thái dương hệ. Còn ở trong hư không có vô số hệ ngân hà. Vậy thế giới rốt ráo có bao nhiêu? Có nhiều bất khả thuyết, bất khả thuyết. Chẳng phải số thiên văn có thể tính được. Dù máy vi tính cũng không thể thống kê được số mục chính xác. Song Phật nhìn một cái là biết hết, thấy hết. Chúng ta ở trong trái đất này, chẳng có đi đến trái đất khác, cho nên cho rằng chẳng có trái đất khác. Đây là kiến giải quá hẹp hòi, đưa ra một thí dụ để thuyết minh. 500 năm trước, khi chưa phát hiện đại lục mới, thì ở Tây Bán Cầu vẫn có châu Mỹ tồn tại, bất quá chẳng có phát hiện ra mà thôi. Không thể nói là chẳng có mảnh đất châu Mỹ này. Hiện tại chúng ta chẳng đi đến trái đất khác, cũng không dùng cái thấy hẹp hòi nói chẳng có trái đất khác. Khi Khả Luận Bố phát hiện đại lục rồi, thì lúc đó mọi người mới tin có nước Mỹ, đất rộng vật nhiều, sinh sản phong phú, trở thành nước sung sướng trên thế gian, ai ai cũng muốn đến. Tương lai phát hiện một trái đất khác cũng là tình hình như vậy. Chẳng những có thế giới khác mà còn có nhiều vô lượng vô biên. Ở trong mỗi thế giới đều có bốn đại châu, trong mỗi Nam Diêm Phù Đề dưới cội Bồ Đề đều có Phật đang ở đó thành chánh giác, trong mỗi Bồ Đề đạo tràng đều có vô số Bồ Tát ở trong đó cung kính Đức Phật, cúng dường Phật, lắng nghe Phật tuyên nói diệu pháp Hoa Nghiêm. Bấy giờ vua trời Đâu Xuất ở xa thấy Đức Phật đến, pháp thân của Phật hướng về điện bào trang nghiêm mà đến. Lúc đó vua trời Đâu Xuất từ xa thấy Đức Phật đến rất là vui mừng, có thể nói vui mừng như điên, bèn lập tức chuẩn bị tất cả đồ trang nghiêm để chào đón Đức Phật quang lâm.
Pháp thân của Phật là vô tại, vô bất tại. Ngài muốn đến nơi nào thì sẽ đến nơi đó, chẳng bị thời gian và không gian hạn chế. Phật đã tận hư không khắp pháp giới, tùy thời tùy lúc có thể thị hiện diệu sắc thân, khiến cho hết thảy chúng sinh đều được thấy, cảm thấy mình ở trước Đức Phật, giống như Phật truyền vì mình nói pháp. Cũng giống như đạo lý mặt trời ở trước mình, chỉ cần tâm nước thành tịnh thì có lúc sẽ thấy được Phật. Do đó, Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt thường du tất kính không, chúng sinh tâm cấu tịnh, Bồ Đề ảnh hiện chung. Lập tức bày tòa sư tử Mani ở giữa điện. Tòa sư tử đó dùng các diệu báu có trời làm thành, do quá khứ tu hành các căn lành mà có được, do thần lực của tất cả Như Lai hiện ra, do vô lượng trăm ngàn ước Na Do Tha A Tăng Kỳ căn lành sinh ra, do tịnh pháp của tất cả Như Lai sinh khởi, có vô biên phước lực trang nghiêm sáng chói, nghiệp báo thanh tịnh không thể phá hoại được. Người quan sát đều vui mừng, chẳng có nhàm đủ. Là pháp xuất thế, chẳng phải pháp ô nhiễm thế gian. Tất cả chúng sinh đều đến quan sát, chẳng có ai biết hết sự tốt đẹp vi diệu của nó. Vua trời Đâu Xuất thấy Phật đến, lập tức bày pháp tòa sư tử trang nghiêm Bảo Tạng Mani ở tại điện bảo trang nghiêm. Tòa sư tử đó giống tất cả diệu báu các cõi trời làm thành. Một mặt là do vua trời Đâu Xuất trong quá khứ tu hành các căn lành mà thành tựu, một mặt là do nguyện lực và thần lực của tất cả chư Phật hiện ra. Cảnh giới này là do vô lượng trăm ngàn ức Na Do Tha A Tăng Kỳ căn lành sinh ra, cũng là diệu pháp thanh tịnh trang nghiêm của tất cả chư Phật sinh khởi, có vô lượng vô biên sức phước đức trang nghiêm sáng chói. Nghiệp quả thanh tịnh này, sức phước đức và sức thần thông chẳng phải năng lực của thiền ma ngoại đạo có thể phá hoại được. Ai nhìn được sự trang nghiêm này đều sinh tâm vui mừng, bất cứ nhìn bao lâu cũng chẳng có khi nào nhàm đủ. Sự trang nghiêm này là do tu pháp xuất thế lục độ vạn hạnh thanh tịnh trang nghiêm, chứ chẳng phải pháp nhiễm ô thế gian trang nghiêm. Hết thảy thiên chúng trời Đâu Xuất đều đến quan sát bảo điện, dùng các diệu báu trang nghiêm, cũng đến gần gũi Đức Phật, chiêm ngưỡng Phật. Song chẳng có ai thật sự minh bạch cảnh giới tốt đẹp không thể nghĩ bàn này. Tòa sư tử đó có trăm vạn ức tầng cấp bao bọc chung quanh, trăm vạn ước lưới vàng, trăm vạn ước chướng hoa, trăm vạn ước chướng báu, trăm vạn ước chướng man, trăm vạn ước chướng hương giăng bảy phía trên, tràng hoa thòng rủ xuống tỏa hương thơm sông khắp, có trăm vạn ước lọng man, trăm vạn ước lọng báu, chư thiền cầm nắm bốn mặt thẳng hàng, trăm vạn ước y báu giăng bảy phía trên. Xung quanh tòa sư tử đó có trăm vạn ước tầng cấp vòng quanh bốn phía, lại có trăm vạn ước lưới vàng, chướng hoa, chướng báu, chướng man, chướng hương giăng che phía trên tòa sư tử để làm trang nghiêm. Tràng hoa thòng rủ xuống hương thơm tỏa khắp đạo tràng pháp hội. Trăm vạn ước đại biểu số mục rất nhiều, số mục này là số mục không rõ ràng, ngoại trừ Phật Bồ Tát ra phàm phu không thể nói ra được. Tại sao mỗi sự vật đều trăm vạn ước? Vì biểu thị sự long trọng trang nghiêm. Sự trang nghiêm này lúc tại nhân địa tu hành lục độ vạn hạnh trì giới thành tịnh mà thành tựu, tức cũng là sinh tu giới định huệ tiêu diệt tham sân si, mới hiện ra đủ thứ sự trang nghiêm. Chúng ta chúng sinh hoan hỷ mùi thơm mà chẳng được mùi thơm, tại sao? Vì chẳng gìn giữ giới luật, luôn luôn phóng dật. Người trên trời do phước đức thành tựu, cho nên trên thân tỏa ra phảng phất mùi thơm, khiến cho người người được có cảm giác mát mẻ. Nếu người trời không tỏa mùi thơm thì chứng minh họ sẽ sắp chết, lúc đó phát sinh tín hiệu, do đó năm tướng suy hiện ra. Chúng ta phàm phu không giữ giới, cho nên trên thân tỏa ra mùi hôi, khiến cho người người nôn mửa ba ngày. Các bà quý phái và các tiểu thư vì trên thân tỏa ra mùi hôi, cho nên phải dùng nước hoa quý giá tẩm lên quần áo và thân thể để giảm bớt mùi hôi. Đây chỉ có hiệu quả nhất thời. Thứ mùi thơm này là do con người làm, chứ chẳng phải là tự nhiên. Muốn thân thể tỏa ra mùi thơm thì hãy mau giữ gìn giới luật. Đây là phương pháp giải quyết căn bản. Người trời chẳng vào cảnh giới sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, cho nên hiện cảnh giới sáu trần trang nghiêm. Phàm phụ thì tham cảnh giới sáu trần, nhưng chẳng có cảnh giới này, cho nên theo đuổi mùi thơm tránh mùi hôi. Chúng ta sống ở trong đời ác năm trược, tuy nhiên chẳng thanh tịnh, nhưng trôi theo quên quay trở lại. Xả bỏ chẳng được, thế giới cực lạc phương Tây chẳng có các sự khổ, chỉ hưởng các sự vui.
vang dòng làm đất, có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới la, hoàn nghênh dì dần đến ở, làm công dân chẳng có điều kiện. Song chúng sinh lại kỳ quái, thế giới cực lạc sung sướng như thế, vẫn không muốn đi đến ở. Thế giới ta bà khổ não, vẫn không muốn lìa bỏ, đây thật là đáng thương xót. Lại có trăm vạn ước lọng hoa, lọng man, lọng báu, chư thiên dùng tay cầm nắm các thứ lọng này, đứng thẳng hàng khắp bốn phương rất là ngay thẳng, trang nghiêm. Lại có trăm vạn ước y báu, giang bày ở phía trên tòa sư tử để làm trang nghiêm. Trăm vạn ước lầu cát chói sáng trang nghiêm, trăm vạn ước lưới mani, trăm vạn ước lưới báu giăng che phía trên, trăm vạn ước lưới chuỗi báu thòng rủ xuống khắp bốn phía, trăm vạn ước lưới đủ trang nghiêm, trăm vạn ước lưới lọng, trăm vạn ước lưới y, trăm vạn ước lưới chướng báu dùng răng ở phía trên, trăm vạn ước lưới hoa sen báu nở tỏa ra ánh sáng, trăm vạn ước lưới hương báu hương thơm mỹ diệu làm vui lòng đại chúng. Lại có trăm vạn ước lầu cát rất là mỹ lệ, sáng chói, trang nghiêm, hùng tráng. Lại có trăm vạn ước lưới báu mani và trăm vạn ước lưới các thứ báu che phủ ở phía trên đạo tràng. Lại có trăm vạn ước lưới chuỗi báu thòng rủ khắp bốn phía đạo tràng. Năm quảng mười sắc sáng lạng chói mắt, cảnh giới như thế thật là không thể nghĩ bàn. Lại có trăm vạn ước lưới đủ trang nghiêm, lưới lọng báu, lưới y báu, lưới chướng báu. Những thứ lưới này giăng bùa ở phía trên đạo tràng để làm trang nghiêm. Lại có trăm vạn ước lưới hoa sen báu, hoa đó đặc biệt tươi đẹp, khiến cho người thấy ưa thích ngắm nhìn. Lại có trăm vạn ước lưới hương, thứ hương này đặc biệt thơm tho, mỹ diệu khác thường, khiến cho người người sinh tâm hoan hỷ, đã được cảnh giới pháp hỷ sung mãn. Trăm vạn ước chướng linh báu, linh đó lay động, vang ra tiếng hòa nhã. Trăm vạn ước chướng triền đản báu, hương thơm sông khắc. Trăm vạn ước chướng hoa báu, hoa đó sung xuê tươi tốt. Trăm vạn ước chướng y, các màu sắc vi diệu ít có trên đời. Trăm vạn ước chướng bồ tát, trăm vạn ước chướng tạp sắc, trăm vạn ước chướng vàng thật, trăm vạn ước chướng lưu ly, trăm vạn ước chướng đủ thứ báu thảy đều giang bày phía trên. Trăm vạn ước chướng tất cả báu, báu đại ma ni dùng làm trang nghiêm. Lại có trăm vạn ước chướng linh báu, linh đó khi lay động thì vang ra âm thanh hòa nhã rất là êm tai, khiến cho người nghe tỉnh thức. Lại có trăm vạn ước chướng báu trên đàn, mùi hương xông khắp đạo tràng. Lại có trăm vạn ước chướng hoa báu, hoa đó nở ra rất là tươi tốt xinh đẹp. Lại có trăm vạn ước chướng y, các màu sắc vi diệu, y các màu sắc vi diệu đó ở trên thế gian rất là hiếm có. Ai thấy được thứ y này thì nhất định mắt nhìn chẳng tạm ngừng sinh tâm hoan hỷ. Lại có trăm vạn ước chướng bồ tát, chướng tạp sắc, chướng vàng thật, chướng lưu ly, chướng đủ thứ báu hoàn toàn giăng bày ở phía trên đạo tràng. Lại có trăm vạn ước chướng tất cả báu dùng báu đại ma ni để trang nghiêm. Trăm vạn ước hoa báu tốt đẹp hiêm sức khắp chung quanh. Trăm vạn ước chướng tần bà sen tạp đặc thù vi diệu. Trăm vạn ước màn báu, trăm vạn ước man hương thòng rủ bốn phía. Trăm vạn ước hương trời kiên cố, hương đó sông khắp nơi. Trăm vạn ước đồ anh lạc trời trang nghiêm. Trăm vạn ước chuỗi hoa báu, trăm vạn ước chuỗi thắng tạng báu, trăm vạn ước chuỗi mani báu, trăm vạn ước chuỗi biển mani báu dùng trang nghiêm thân tòa. Trăm vạn ước tơ lụa báu đẹp dùng treo thòng rủ xuống. Lại có trăm vạn ước hoa báu tốt đẹp giăng bày khắp chung quanh, nghiêm sức rất mỹ lệ. Lại có trăm vạn ước chướng tần bà, tần bà dịch là thân ảnh chất, giống như hình bóng đều có chất báu ở phía trên tỏa sáng ra. Cảnh giới này rất là thù thắng vi diệu, xen lẫn với nhau, sầm là vạn tượng, tơ hào chẳng tạp loạn. Lại có trăm vạn ước man báu và man hương treo thòng rủ xuống khắp bốn phía để làm nghiêm sức. Sự trang nghiêm này trùng trùng vô tận. Lại có trăm vạn ước hương trời kiên cố, thứ hương này sâu khắp trên không gian. Lại có trăm vạn ước chuỗi trời đủ trang nghiêm, chuỗi hoa báu, chuỗi thắng tạng báu, chuỗi mani báu, chuỗi biển mani báu dùng để trang nghiêm thân tòa sư tử. Chuỗi là dùng bảy báu kết thành thòng rủ trên thân tòa để làm đủ nghiêm sức. Lại dùng trăm vạn ước tơ lụa báu đẹp dùng treo thòng rủ xuống để làm cho trang nghiêm. Trăm vạn ước nhân đà la kim cang báu, trăm vạn ước tự tại mani báu, trăm vạn ước diệu sắc tạng vàng thật dùng làm nghiêm sức. Trăm vạn ước tỷ lô giá na mani báu, trăm vạn ước nhân đà la mani báu quang minh chiếu sáng
Trong vạn ước mani báu trời kiên cố dùng làm cửa sổ. Trong vạn ước thành tịnh công đức mani báu rực rỡ màu sắc vi diệu. Trong vạn ước thành tịnh diệu tạng báu dùng làm cửa lớn. Trong vạn ước báu bán nguyệt tối thắng trong đời. Trong vạn ước tạng báu mani ly cấu. Trong vạn ước sư tử diện mani báu xe tạp trang nghiêm. Trong vạn ước tầm vườn mani báu sở cầu như ý. Trong vạn ước diêm phủ đàn mani báu. Trong vạn ước thanh tịnh tạng mani báu. Trong vạn ước đế tràng mani báu đều phóng quang minh che phủ phía trên. Trong vạn ước bạch ngân tạng mani báu. Trong vạn ước tu di tràng mani báu tràng nghiêm các tạng báu. Lại có trong vạn ước nhân đà la kim cang báu tự tại mani báu diệu sắc chân kim tạng làm trang sức gián thố. Lại có trong vạn ước tỷ lô giá na biến nhất thiết xứ mani báu và nhân đà la thiên chủ mani báu phóng đại quang minh chiếu sáng mười phương thế giới. Lại có trong vạn ước mani báu trời kiên cố dùng làm cửa sổ. Lại có trong vạn ước thành tịnh công đức mani báu rực rỡ các màu sắc đẹp vì diệu. Lại có trong vạn ước thanh tịnh diệu tạng báu dùng làm cửa lớn. Lại có trong vạn ước báu bán nguyện tối thắng trong đời tạng mani báu ly cấu sư tử diện mani báu dùng những báu này gián thố trang nghiêm đạo tràng. Lại có trong vạn ước tầm vườn mani báu trông như ý châu báu này khiến cho mọi sở cầu đều tại tâm như ý. Lại có trong vạn ước diêm phủ đàn mani báu thanh tịnh tạng mani báu đế tràng mani báu những báu này thảy đều phóng đại quang minh che phủ phía trên chiếu sáng khắp mười phương. Lại có trong vạn ước bạch ngân tạng mani báu và tu di tràng mani báu để trang nghiêm các tạng báu. Trong vạn ước chuỗi trần châu, trong vạn ước chuỗi lưu ly, trong vạn ước chuỗi báu màu đỏ, trong vạn ước chuỗi mani, trong vạn ước chuỗi báu quang minh, trong vạn ước chuỗi đủ thứ tạng mani, trong vạn ước chuỗi trân châu đỏ rất đáng ưa thấy, trong vạn ước chuỗi vô biên sắc tướng tạng mani báu, trong vạn ước chuỗi báu rất thanh tịnh vô tỷ, trong vạn ước chuỗi thắng quang minh mani báu giang bày thòng dùng khắp chung quanh dùng để trang nghiêm. Trong vạn ước thần mani thủ diệu nghiêm sức, trong vạn ước nhân đà la diệu sắc báu. Lại có trong vạn ước chuỗi trần châu, chuỗi lưu ly, chuỗi báu màu đỏ, chuỗi mani, chuỗi báu quang minh, chuỗi đủ thứ tạo mani, chuỗi trân châu đỏ rất đáng ưa thấy, chuỗi vô biển sắc tướng tạo mani báu, chuỗi báu rất thanh tịnh vô tỷ, chuỗi thắng quang minh mani báu. Dùng 10 thứ chuỗi này giăng bày thòng dùng khắp bốn phía để trang nghiêm. Tại sao phải dùng những chuỗi giá trị để trang nghiêm đạo tràng? Vì để biểu thị sự thủ thắng không thể nghĩ bàn, cũng khiến cho chúng sinh tâm tham để nguyện ý sinh về cõi trời được chút châu báu, tuy nhiên chẳng đắc được nhưng nhìn thấy trong tâm cũng vui mừng. Phàm là chúng sinh có tâm tham phải tu công đức phước trời, tu thập thiện giữ năm giới, khi công đức viên mãn thì sẽ được sinh về cõi trời. Do đó trước dùng câu dục móc, sau khiến họ vào Phật trí. Nếu chẳng như thế thì tại sao phải nói ra những đồ trang nghiêm, nhất là dùng các châu báu để trang nghiêm? Vì chúng sinh có tâm tham, một khi nghe về cõi trời có châu báu, thì họ sẽ phát tâm bồ đề, nỗ lực tu đạo, tu về đến cõi trời để nhìn thấy. Những thứ châu báu có hình tướng này không thể chấm dứt sinh tử, do đó lại tiến thêm một bước, phát tâm bồ đề, dũng mãnh tinh tấn tu hành đạo vô thượng bồ đề, thành tựu đạo quả vô thượng, bây giờ sẽ thoát khỏi ba cõi, chấm dứt sinh tử. Lại có trăm vạn ước thần mani thủ thắng vi diệu dùng để nghiêm sức đạo tràng. Lại có trăm vạn ước nhân đà la diệu sắc báu dùng để nghiêm sức đạo tràng. Phật đến cùng trời Đâu Xuất điện bảo trang nghiêm thuyết pháp, vua trời Đâu Xuất được vinh hạnh cho nên đem hết những đồ quý giá để trang nghiêm đạo tràng, biểu thị sự hoan nghênh Đức Phật đến. Trăm vạn ước hương trên đàn đen, trăm vạn ước hương cảnh giới không thể nghĩ bàn, trăm vạn ước hương thập phương diệu, trăm vạn ước hương tối thắng, trăm vạn ước hương rất đáng ưa thích, đều tỏa hương thơm sông khắp mười phương. Trăm vạn ước hương tần bà la sông khắp mười phương. Trăm vạn ước hương tịnh quang sông khắp chúng sinh. Trăm vạn ước hương đủ màu sắc không bờ mé sông khắp tất cả cõi nước chư Phật, vĩnh viễn không tàn mất. Trăm vạn ước hương thòa, trăm vạn ước hương sông, trăm vạn ước hương đốt mùi hương tỏa ra sông khắp tất cả. Trăm vạn ước hương hoa sen tạng trầm thủy vang ra âm thanh lớn. Trăm vạn ước hương du hí hay chuyển tâm của chúng sinh. Trăm vạn ước hương A Lầu Na, mùi thơm sông khắp, hương vị thơm ngọt,
trăm vạn nước hương hay khai ngộ, đến khắp tất cả khiến cho ai ngửi được, các căn đều vắng lặng. Lại có trăm vạn ước hương vô tỷ hương vương, đủ thứ sự trang nghiêm. Ở trước dùng đủ thứ lọng báu, đủ thứ trướng báu, đủ thứ chuỗi báu để trang nghiêm đạo tràng. Hiện tại dùng đủ thứ hương để trang nghiêm đạo tràng. Cùng trời đâu xuất có đạo tràng như vậy, cảnh giới như vậy, đều đặc biệt thù thắng, đặc biệt trang nghiêm. Trước hết trang nghiêm đạo tràng tốt đẹp, sau đó cung kính chư Phật diễn nói hoa nghiêm pháp lớn. Đây là do thành tích rộng tu cúng dường của vua trời Đâu Xuất, cũng do ngài tu phước đức mà thành tựu, cũng do nguyện lực của tất cả chư Phật mà thành tựu, cũng do tất cả chúng sinh cảm ứng đạo giao mà thành tựu. Có trăm vạn ước hương trên đàn đen, hương cảnh giới không thể nghĩ bàn, hương thập phương diệu, hương tối thắng, hương rất đáng ưa thích. Những thứ hương này đều tỏa ra hương thơm ngát mũi, sông khắp mười phương thế giới. Lại có trăm vạn ước hương tần bà la, hương thơm tỏa khắp mười phương. Lại có trăm vạn ước hương tịnh quang, hương thơm thành tịnh lại quang minh, sống khắp mười phương thế giới tất cả chúng sinh. Phàm là ai người được hương thơm này, đều phát tâm bồ đề, tu đạo bồ đề vô thượng. Lại có trăm vạn ước hương đủ thứ màu sắc không bờ mé, sống khắp đến mười phương tất cả cõi nước chư Phật, hương thơm đó vĩnh viễn không tàn mất. Lại có trăm vạn ước hương thoa, hương sông, hương đốt, những thứ hương thơm này tỏa ra, sống khắp pháp giới tất cả chúng sinh. Lại có trăm vạn ước hương liên hòa tạm trầm thủy, thứ hương trên đàn này rất nặng, bỏ vào trong nước sẽ chìm xuống đáy, cho nên gọi là hương trầm thủy, chìm xuống nước. Thứ hương này có mùi thơm đặc biệt, đốt lên rồi ở nơi rất xa cũng đều ngửi được mùi thơm này. Lại hay vang ra âm thanh rất lớn, thật là diệu không thể tả. Lại có trăm vạn ước hương du hí, thứ hương này hay chuyển tâm ô nhiễm của chúng sinh thành tâm thanh tịnh, từ ác chuyển thành thiện mà phát tâm bồ đề. Lại có trăm vạn ước hương à lầu na, hoa hồng đỏ, thứ hương này xông khắp tất cả pháp giới, hương vị rất là thơm ngọt. Lại có trăm vạn ước hương hay khai ngộ, tỏa khắp mọi nơi, hay khiến cho chúng sinh ngửi được mùi hương này, các căn đều vắng lặng, khai mở đại trí huệ. Lại có trăm vạn ước hương vô tỷ hương vương, làm đủ thứ sự trang nghiêm. Nguyên liệu chế hương đa số dùng gỗ trên đàn, ít dùng hoa hoặc cỏ làm hương liệu. Mười trăm vạn ước mây hoa trời, mười trăm vạn ước mây hương trời, mười trăm vạn ước mây hương bột trời, mười trăm vạn ước mây hoa trời cầu tô ma, mười trăm vạn ước mây hoa trời ba đầu ma, mười trăm vạn ước mây hoa trời yêu bát la, mười trăm vạn ước mây hoa trời câu vật đầu, mười trăm vạn ước mây hoa trời phân đà lợi, mười trăm vạn ước mây hoa trời mạn đà la, mười trăm vạn ước mây tất cả hoa trời. Giống như trời mưa xuống nhiều hàng trăm vạn ước mây hoa trời, mây hương trời, mây hương bột trời, mây hoa trời câu tô ma, mây hoa trời ba đầu ma hoa sen đỏ, mây hoa trời yêu bát la hoa sen xanh, mây hoa trời câu vật đầu hoa sen vàng, mây hoa trời phân đà lợi hoa sen trắng, mây hoa trời mạn đà la hoa tiểu bạch, mây tất cả hoa trời. Tuy nhiên mưa đủ thứ hoa nhưng chẳng dính đất mà lơ lửng ở trong không gian, cho nên gọi là mây. Mười trăm vạn ước mây y trời, mười trăm vạn ước mây mani báu, mười trăm vạn ước mây lọng trời, mười trăm vạn ước mây phàn trời, mười trăm vạn ước mây mũ trời, mười trăm vạn ước mây đổ trang nghiêm trời, mười trăm vạn ước mây màn báu trời, mười trăm vạn ước mây chuỗi báu trời, mười trăm vạn ước mây hương trên đàn trời, mười trăm vạn ước mây hương trầm thủy trời. Lại mưa xuống nhiều hàng trăm vạn ước mây y trời, mây mani báu, mây lọng trời, mây phan trời, mây mũ trời, mây đổ trang nghiêm trời, mây màn báu trời, mây chuỗi báu trời, mây hương trên đàn trời, mây hương trầm thủy trời. Lại mưa mười thứ mây này để làm trang nghiêm. Kiến tạo trăm vạn ước tràng báu, treo trăm vạn ước phan báu, thông dù trăm vạn ước tơ lụa báu, đốt trăm vạn ước lò hương, bảy trăm vạn ước man báu, cầm trăm vạn ước quạt báu, cầm trăm vạn ước phất báu, treo trăm vạn ước lưới linh báu, gió thổi lay động, vang ra tiếng vì diệu, trăm vạn ước lan can bao bọc chung quanh, trăm vạn ước cây báu đa la, thứ lớp thẳng hàng, trăm vạn ước cửa sổ báu đẹp, mỹ lệ trang nghiêm, trăm vạn ước cây báu che mát khắp chung quanh, trăm vạn ước lầu các báu, núi dài nghiêm dứt, trăm vạn ước cửa báu, giang bày chuỗi báu,
trăm vạn ước linh vàng vang ra tiếng vi diệu, trăm vạn ước chuỗi tướng cát tường nghiêm tịnh rủ xuống, trăm vạn ước báu tất đẻ ca hay trừ các điều ác, trăm vạn ước tạo vàng vàng tơ thêu thành, trăm vạn ước lọc báu do các thứ báu làm cán cầm giữ thẳng hàng, trăm vạn ước lưới đổi tất cả báu trang nghiêm thể đều trang nghiêm xen kẽ với nhau, kiến lập trăm vạn ước tràng báu treo trăm vạn ước phàn báu, thòng rủ xuống trăm vạn ước tờ lụa báu, đốt lên trăm vạn ước lư hương, răng bày trăm vạn ước màn báu, tay cầm trăm vạn ước quạt báu, tay cầm trăm vạn ước phất báu, phía trên treo răng trăm vạn ước lưới linh báu, khi gió thổi lay động linh báu sẽ vang ra tiếng hay vì diệu rất là êm tai, có trăm vạn ước lan can bao bọc khắp chung quanh, có trăm vạn ước cây đà la báu, cây này cao lớn khoảng hơn 70 thước, quả của nó ăn được, dịch ra là cây ngạn, hàng lối ngay thẳng, nhìn trái nhìn phải đều thẳng hàng. Đây là biểu thị tu hành phải tu đủ thứ hạnh môn, tu hành đủ thứ hạnh môn thành tựu, đạt đến cảnh giới viên mãn cũng gọi là thứ lớp thẳng hàng. Lại có trăm vạn ước cửa sổ lớn nhỏ, dùng báu đẹp tạo thành, chẳng những mỹ lệ mà còn trang nghiêm. Có trăm vạn ước cây báu che mát khắp chung quanh, cành lá xung xuê che lớp ánh sáng mặt trời, khiến cho có cảm giác mát mẻ. Có trăm vạn ước lầu các báu, lầu thêm lầu, các thêm các, nối tiếp không ngừng, rất là nghiêm sức. Có trăm vạn ước cửa báu, mỗi cửa đều răng treo chuỗi, thòng rủ xuống. Có trăm vạn ước linh vàng, treo ở mỗi góc lầu các, khi gió thổi lay động, vang ra các thứ tiếng âm nhạc, đồng thời hòa tấu, vang ra tiếng hay tuyệt vời. Có trăm vạn ước chuỗi tướng các tường, trang nghiêm thanh tịnh, thòng rủ xuống. Có trăm vạn ước báu tất đẻ ca, hay trừ diệt được các điều ác, thấy được tất cả sự trang nghiêm đạo tràng, đều có cảm giác sung sướng an lạc, trừ sạch tất cả tham sân si trong tâm và 84.000 phiền não. Tại sao chúng ta có phiền não? Vì chẳng nhìn thấy được cảnh giới trang nghiêm tướng tốt đẹp của cung trời đâu xuất điện bảo trang nghiêm, cho nên mỗi ngày xem phiền não như ăn cơm. Có trăm vạn ước tạng vàng bằng vải, dùng vàng thêu thành. Có trăm vạn ước lọng báu, đều dùng bảy báu làm thành, cán lọng báu dùng các thứ báu làm thành, người trời cầm giữ lọng báu, tất cả đều ngay hàng thẳng lối, ngang dọc đều ngăn nắp, chẳng có lộn xộn. Có trăm vạn ước lưới đổ tất cả báu trang nghiêm, thảy đều trang nghiêm xen kẽ đạo tràng. Trăm vạn ước quang minh báu, phóng ra đủ thứ ánh sáng. Trăm vạn ước quang minh, chiếu sáng khắp mọi nơi. Trăm vạn ước nhật tạng luân, trăm vạn ước nguyệt tạng luân, đều do vô lượng sắc báu tập thành. Trăm vạn ước hương lửa ngọn, ánh sáng chiếu triệt. Trăm vạn ước tạng hoa sen, lùa nở tươi tốt. Trăm vạn ước lưới báu, trăm vạn ước lưới hoa, trăm vạn ước lưới hương che phủ phía trên. Có trăm vạn ước quảng bình báu, những kỳ chân dị báu này phóng ra đủ thứ ánh sáng chiếu sáng đạo tràng. Lại có trăm vạn ước quang minh chiếu sáng khắp tất cả mọi nơi. Lại có trăm vạn ước nhật tạng luân và nguyệt tạng luân, đều dùng vô lượng sắc báu tích tập mà thành. Lại có trăm vạn ước hương lửa ngọn, ánh sáng của nó chiếu triệt hư không pháp giới. Lại có trăm vạn ước tạng hoa sen, hàng lối ngay thẳng, hoa nở ra rất tươi tốt xinh đẹp. Lại có trăm vạn ước lưới báu, lưới hoa, lưới hương thể đều che phủ ở phía trên. Trăm vạn ước y báu trời, trăm vạn ước y trời màu xanh, trăm vạn ước y trời màu vàng, trăm vạn ước y trời màu đỏ, trăm vạn ước y trời màu kỳ diệu, trăm vạn ước y trời đủ thứ báu kỳ diệu, trăm vạn ước y đủ thứ hương sông, trăm vạn ước y tất cả báu làm thành, trăm vạn ước y tươi trắng tài đều khéo răng bày, ai thấy cũng hoan hỉ. Có trăm vạn ước y báu trời, y trời màu xanh, y trời màu vàng, y trời màu đỏ, y trời màu kỳ diệu, y trời đủ thứ báu kỳ diệu, y đủ thứ hương sông, y tất cả báu làm thành, y tươi trắng. Những y trời này là y phục của người trời mặc, dùng các thứ báu làm thành. Thứ y phục này nhẹ ấm lại tốt đẹp, chẳng cần may vá, do đó y trời không may, tự nhiên mà có, cũng chẳng giặt rũ, vì người trời chẳng có bụi bặm. Phước trời tức là nghĩ thức ăn thì thức ăn đến, nghĩ quần áo thì quần áo đến, chẳng có phiền não về ăn uống, quần áo, chỗ ở, thường chuyên tâm ngồi thiền. Những thứ y phục này khéo răng bày ở trong đạo tràng, bất cứ ai nhìn thấy được những y phục này đều sinh tâm đại hoan hỷ. Trăm vạn ước tràng linh trời, trăm vạn ước tràng lưới vàng, vàng ra âm thanh vì diệu,
trăm vạn ước tràng trời theo các tia đầy đủ, trăm vạn ước tràng hương giăng bảy lưới hương, trăm vạn ước tràng hoa mưa xuống tất cả hoa, trăm vạn ước tràng y trời trèo rằng y đẹp, trăm vạn ước tràng báu mani trời do các thứ báu trang nghiêm, trăm vạn ước tràng đồ trang nghiêm trời các thứ đồ trang sức, trăm vạn ước tràng man trời đủ thứ các hoa màn bày hàng khắp bốn phía, trăm vạn ước tràng lọng trời đinh báu và kêu nghe được đều hoan hỉ, có trăm vạn ước tràng linh trời và tràng lý vàng khi gió thổi lay động vàng ra tiếng hay vô cùng rất êm tai, có trăm vạn ước tràng trời theo các tia đều đầy đủ, có trăm vạn ước tràng hương giăng bài lưới hương để làm nghiêm sức, có trăm vạn ước tràng hoa mưa xuống tất cả các hoa báu do đó trời mưa hoa báu lác đác rơi xuống để trang nghiêm tu sức đạo tràng, có trăm vạn ước tràng y trời treo rằng tất cả y đẹp, có trăm vạn ước tràng báu mani trời dùng các thứ báu trang nghiêm, có trăm vạn ước tràng đồ trang nghiêm dùng hết thảy đồ để nghiêm sức, có trăm vạn ước tràng man trời đủ thứ hoa màn từng hàng khắp bốn phía, có trăm vạn ước tràng lọng trời trên tràng có linh báu cùng nhau hỏa kêu mà chẳng tạp loạn rất là thứ tự, khiến cho người nghe đều sinh tâm hoan hỉ chẳng có phiền não, chỗ diệu là tại chỗ này. Trăm vạn ước loa trời vang ra âm thanh vi diệu, trăm vạn ước trống trời vang ra âm thanh lớn, trăm vạn ước không hầu trời vang ra âm thanh vi diệu, trăm vạn ước mâu ni la trời vang ra âm thanh lớn vi diệu, trăm vạn ước các tạp nhạc trời đồng thời đều tấu lên, trăm vạn ước nhạc trời tự tại vang ra âm thanh vi diệu, âm thanh đó vang đến khắp tất cả cõi Phật. Trăm vạn ước nhạc trời biến hóa âm thanh như tiếng vang ứng khắp tất cả, trăm vạn ước trống trời gió đánh mà vang ra âm thanh vi diệu, trăm vạn ước nhạc trời như ý tự nhiên vang ra tiếng âm tiết hòa với nhau, trăm vạn ước các tạp nhạc trời vang ra âm thanh vi diệu diệt trừ các phiền não, có trăm vạn ước loa trời dùng miệng thổi kêu lên vang ra âm thanh vi diệu, có trăm vạn ước trống trời không đánh mà tự kêu vang ra âm thanh rất lớn, âm thanh đó diệu không thể tả, kẻ điếc nghe được tiếng trống, kẻ mù nhìn thấy được hình trống, có trăm vạn ước không hầu trời đổ nhạc xưa vang ra âm thanh vi diệu, có trăm vạn ước mâu ni la trời trống phong vang ra âm thanh lớn, nhạc trời trước khi chưa tấu nó tự động kêu lên trước khiến cho mọi người trời tất cả người trời đều nghe được, có trăm vạn ước các tạp nhạc trời đồng thời đều tấu lên rất là êm tai, có trăm vạn ước nhạc trời tự tại hòa tấu vang ra âm thanh vi diệu rất êm tai truyền đến khắp mười phương tất cả cõi nước chư Phật, có trăm vạn ước nhạc trời biến hóa vốn là diệu âm của các thứ nhạc nhưng có thể biến hóa âm thanh vô cùng, một âm có thể biến hóa làm vô lượng âm vang ra một thứ âm, sự biến hóa này không thể nghĩ bàn, thứ âm thanh này giống như tiếng vang ứng khắp tất cả căn cơ của chúng sinh khiến cho họ thanh tâm quả dục chẳng có mọi sự phiền não. Mỗi ngày chúng ta nghiên cứu kinh điển thì nhất định chẳng có phiền não và chẳng có nóng giận mới đúng, làm thế nào mới có thể không có thì phải tu hành pháp môn lục độ vạn hạnh, tức cũng là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Mỗi người đều phải đặc biệt chú ý đạo lý lục độ, nghiên cứu kinh điển, phải tin hiểu hành chứng, phải chiếu theo kinh điển mà thực hành, chẳng phải dùng đầu miệng niệm một niệm làm tam muội đầu miệng cho là xong việc, mà phải cung hành thực tiễn thực hành mới đạt đến mục tiêu mong muốn. Người tu đạo gặp mọi cảnh giới phải nhận thức rõ ràng, bất cứ là thật hay giả, là thuận hay nghịch, đều đừng chấp trước, chẳng động tâm. Như vậy thì chẳng bị cảnh giới lai chuyển mà chuyển được cảnh giới. Bằng không chẳng có định lực, chẳng phân thật giả, chấp trước cảnh giới sẽ bị cảnh giới lai chuyển, dễ làm quyến thuộc của ma vương, cho nên không thể không cẩn thận. Tốt nhất là nên nghiên cứu tỉ mỉ về 50 thứ ấm ma nói ở trong kinh Lăng Nghiêm. Hiểu rõ rồi thì chẳng bị hiểm kế của ma vương. Các vị có muốn nghe âm nhạc ở trên trời chăng? Vậy thì phải tu pháp môn nhẫn nhục, đừng nóng giận, đừng mắng chửi người. Có công phu tu hành nhẫn nhục viên mãn rồi thì sẽ chứng được thiền nhĩ thông, có thể nghe được âm nhạc ở trên trời. Đại khái là tình hình như vậy, tin hay không do bạn. Có trăm vạn ước trống trời gió đánh mà vang ra âm thanh vi diệu, có trăm vạn ước nhạc trời như ý
Thứ nhạc này tỏa tầm như ý, tự nhiên diễn tấu, âm thanh và tiết tấu phối hợp với nhau, khiến cho người càng nghe càng thích thú. Có trong vạn ước các tạp nhạc trời, thứ tạp nhạc này âm thanh vang ra rất là vi diệu, không thể nghĩ bàn. Muốn nghe tiếng lớn thì tiếng sẽ lớn, muốn nghe tiếng nhỏ thì tiếng sẽ nhỏ, muốn nghe tiếng dài thì tiếng sẽ dài, muốn nghe tiếng ngắn thì tiếng sẽ ngắn, khiến cho tâm của bạn vừa ý, sinh đại hoan hỷ. Có tâm hoan hỷ thì tất cả phiền não sẽ tiêu trừ sạch, lúc đó căn lành tăng trưởng, tâm ác chẳng sinh. Trầm vạn ước tiếng vừa ý, khen ngợi cúng dường. Trầm vạn ước tiếng rộng lớn, khen ngợi thừa sự. Trầm vạn ước tiếng thâm sâu, khen ngợi tu hành. Trầm vạn ước các tiếng hay, khen nghiệp quả của Phật. Trầm vạn ước tiếng vi tế, khen lý như thật. Trầm vạn ước tiếng chân thật, không chướng ngại, khen hạnh xưa của Phật. Trầm vạn ước tiếng thanh tịnh, khen ngợi quá khứ cúng dường chư Phật. Trầm vạn ước tiếng pháp môn, khen ngợi sự vô úy tối thắng của chư Phật. Trầm vạn ước tiếng vô lượng, khen công đức vô tận của các Bồ Tát. Trầm vạn ước tiếng Bồ Tát địa, khen ngợi khai thị hạnh tương ưng của tất cả Bồ Tát địa. Trầm vạn ước tiếng không đoạn tuyệt, khen công đức của Phật chẳng có đoạn tuyệt. Có trầm vạn ước tiếng pháp vừa ý, bất cứ loại chúng sinh nào nghe được tiếng này đều sinh tâm hoan hỷ vui mừng. Ở trong tiếng này nói pháp, khen ngợi sự cúng dường chư Phật có công đức gì, cúng dường tam bảo, xả một được vạn, rộng gieo trồng ruộng phước, thì tăng trưởng căn lành bồ đề. Có trầm vạn ước tiếng pháp rộng lớn, trong tiếng này nói pháp, khen ngợi thừa sự chư Phật. Có trầm vạn ước tiếng pháp thâm sâu, ở trong tiếng này nói pháp, khen ngợi lợi ích của sự tu hành. Tu tất cả pháp đắc đời tất cả quả vị. Do đó, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai tu nấy đắc, không tu không đắc. Đây là danh ngôn rất trí lý. Lại có trong vạn ước có tiếng hay, tiếng pháp hay này, khen ngợi hạnh nghiệp tu hành lục độ phạn hạnh của chư Phật trong quá khứ mới chứng được quả giác vô thượng bồ đề. Lại có trong vạn ước tiếng vi tế, tiếng pháp vi tế này khen ngợi lý thể trần như thật tướng. Lại có trăm vạn ước tiếng chân thật không chướng ngại, khen ngợi Phật thuở xưa tu hành đủ thứ hạnh môn. Lại có trăm vạn ước tiếng thanh tịnh, khen ngợi thì Phật tại quá khứ tu hành đạo Bồ Tát thì cúng dường chư Phật như thế nào. Lại có trăm vạn ước tiếng pháp môn, khen ngợi mười phương chư Phật chứng được pháp môn vô sở úy tối thủ thắng. Lại có trăm vạn ước tiếng vô lượng, khen ngợi công đức tu hành lục độ vạn hạnh của các Bồ Tát là chẳng có cùng tận. Lại có trăm vạn ước tiếng Bồ Tát địa, khen ngợi khai thị thập địa Bồ Tát tu hành như thế nào, thành tựu như thế nào, hạnh môn tương ứng ra sao. Lại có trăm vạn ước tiếng không đoạn tuyệt, khen ngợi hết thảy công đức của mười phương chư Phật chẳng có khi nào đoạn tuyệt. Trăm vạn ước tiếng tùy thuận, tán thán khen ngợi hạnh thấy Phật. Trăm vạn ước tiếng pháp thâm sâu, khen ngợi tất cả pháp vô ngại trí lý tương ứng. Trầm vạn ước tiếng rộng lớn, tiếng đó sung mãn tất cả cõi Phật. Trầm vạn ước tiếng vô ngại thanh tịnh, tùy tâm ưa thích, đều khiến cho họ hoan hỷ. Trầm vạn ước tiếng chẳng trụ ba cõi, khiến cho người nghe vào sâu pháp tánh. Trầm vạn ước tiếng hoan hỷ, khiến cho người nghe tâm chẳng chướng ngại, tin sầu cùng kính. Trầm vạn ước tiếng cảnh giới Phật, tùy sự phát ra, thảy đều khai ngộ tất cả pháp nghĩa. Trầm vạn ước tiếng Đà La Ni, khéo diễn nói tất cả câu pháp khác nhau, biết rõ tạng bí mật của Như Lai. Trong vạn ước tiếng tất cả pháp, tiếng đó hòa sướng khắc hòa các thứ nhạc. Có trong vạn ước tiếng tùy thuận căn tánh của chúng sinh, mà nói pháp âm tán thán khen ngợi tu hành như thế nào, mới có thể được thấy Phật nghe pháp, sau đó thành Phật. Lại có trong vạn ước tiếng pháp thâm sâu, thứ pháp âm vi diệu thâm sâu vô thượng này, tán thán tất cả pháp và lý vô ngại trí huệ tương ưng, tức cũng là tu pháp gì thì khế quả vị đó. Có trí huệ thành tịnh thì sẽ minh bạch tất cả đạo lý tương ưng. Lại có trăm vạn ước tiếng rộng lớn, thứ pháp âm này có thể truyền đến khắp mười phương tất cả cõi Phật. Lại có trăm vạn ước tiếng thanh tịnh vô ngại, thứ pháp âm viên dùng vô chướng ngại này chẳng những thanh tịnh mà còn tùy thuận tâm ưa thích của chúng sinh, thảy đều khiến cho họ hoan hỷ. Lại có trăm vạn ước tiếng chẳng trụ ba cõi, khiến cho chúng sinh nghe được tiếng pháp này thì vào sâu pháp tánh trí huệ vô ngại. Lại có trăm vạn ước tiếng cảnh giới Phật, tùy thuận âm thanh vi diệu của Phật nói, hay khai thị tất cả nghĩa lý của diệu pháp vô cùng vô tận. Lại có trăm vạn ước tiếng Đà La Ni,
Tiếng này khéo diễn nói hết thảy tất cả câu pháp khác nhau, tức là mỗi câu mỗi chữ đều có vô lượng nghĩa lý bao hàm ở trong Đà La Ni, lại hay diễn xướng tất cả diệu pháp ở trong tất cả pháp, lại tụng trì trong vạn ức tiếng Đà La Ni, biến hóa vô cùng, nghĩa lý vô cùng, có đủ thứ sự phân biệt, quyết định thấu rõ tạng bí mật của Phật nói, tức cũng là pháp môn mật tông. Pháp môn này, vì kia nói, đây chẳng biết, vì đây nói, kia chẳng biết, cùng nhau chẳng biết, cho nên là pháp mật. Lại có trăm vạn ước tiếng tất cả pháp ở trong hư không, tự nhiên có pháp âm tuyên lưu, đây là pháp âm do Phật biến hóa làm ra. Pháp âm này hòa mỹ mà diễn sướng, tất cả chúng sinh đều nghe được, tương ứng với tất cả âm nhạc. Hôm nay ngày 9 tháng 4 năm 1976, bắt đầu thất đại bi. Buổi tối sau khi sái tịnh rồi thì bắt đầu tụng trì thần chú đại bi. Chú đại bi này là thần chú quá khứ 99 ức hàng hà sa số Đức Phật đã nói. Bồ Tát Quán Thế Âm vì thương xót tất cả chúng sinh mà phát tâm đại bi trở lại con thuyền từ bi đến thế giới ta bà này để độ tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ đang được giải thoát. Do đó, biển khổ không bờ, hồi đầu là bến. Chỉ cần kiền thành trì tụng chú đại bi thì sẽ có cảm ứng không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong vô lượng kiếp về trước nghe được Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai, vì ngài diễn nói pháp đại bi thần chú, dùng tay sắc vàng dò đầu, nghe pháp rồi liền vượt qua bậc Bát Địa Bồ Tát, tâm sinh đại hoan hỷ, lập tức phát tâm Bồ Đề: nếu tôi có thể lợi ích tất cả chúng sinh thì khiến cho tôi tức thời sinh ngàn tay ngàn mắt, phát nguyện rồi hốt nhiên đại địa chấn động, quang minh của mười phương chư Phật chiếu đến thân ngài, lúc đó sinh ra tướng trang nghiêm ngàn tay ngàn mắt, tay có sức đè bạt, mắt dùng để chiếu sáng, ngàn tay ngàn mắt biểu thị có ngàn thứ thần thông và trí huệ. Ý nghĩa của chú đại bi là bi hay cứu khổ, bất cứ có khốn khổ hoạn nạn gì, nếu có thể thành tâm khẩn thiết tụng niệm chú đại bi thì đều đắc được bình an, gặp hùng hóa cát. Bồ Tát Quán Thế Âm nói với Phật: nếu chúng sinh tụng trì chú đại bi mà không thể mãn nguyện thì thề không thành chánh giác, trừ phi kẻ bất thiện hoặc không chí thành. Tụng trì chú đại bi chẳng những đắc được tự tại mà còn sở cầu đến mãn nguyện, có thể lìa khỏi khổ nạn mà đắc được khoái lạc, qua khỏi được nguy hiểm mà đắc được sự bình an. Làm thế nào lìa được khổ nạn là phải tụng chú đại bi, làm thế nào để thoát nguy hiểm thì phải tụng trì chú đại bi. Đừng xem chú đại bi đơn giản bình thường. Tôi nói cho bạn biết, nếu trong quá khứ hiện tại chẳng có căn lành thì cho đến tên của chú đại bi cũng chẳng được nghe qua, hà huống là tụng trì. Hiện tại chẳng những nghe được tên của chú đại bi mà còn chí thành trì tụng chú đại bi, đây là cơ hội trăm ngàn kiếp khó gặp được. Lại có bậc thiện tri thức chỉ đạo tụng trì như thế nào, thọ trì ra sao, tu trì như thế nào, có thể thấy đây là bạn xem trọng. Tóm lại, chú đại bi có sự lợi ích không thể nghĩ bàn. Nỗi trong 7 ngày này phải thành tâm thành ý, tất cùng tất kính tụng trì chú đại bi. Tụng đến cực điểm thì tâm chẳng vọng tưởng, lúc đó tâm địa thanh tịnh, hoặc có người thấy hào quang, hoặc có người thấy hoa, hoặc có người được Bồ Tát Quán Âm dò đầu gia trì để khai mở trí huệ, hoặc có người ngửi được hương thơm lạ. Nhưng cũng có nhiều người tuy nhiên trí thành khẩn thiết tụng trì chú đại bi nhưng chẳng gặp được cảnh giới gì. Bạn đừng buồn, phải tiếp tục tụng trì, đến lúc nhất định sẽ có cảnh giới cảm ứng đạo giao hiện ra ở trước mặt bạn. Bất cứ thấy được cảnh giới hoặc chẳng thấy được cảnh giới đều phải tinh tấn tụng trì. Thấy người tướng đoan chánh, đứng chấp trước vào tướng đoan chánh. Chẳng thấy được người tướng đoan chánh, cũng đừng sinh tâm tự ti mặc cảm: ôi tôi chẳng có căn lành, tại sao tôi chẳng thấy được Bồ Tát? Căn lành thành thục có khi sớm, có khi muộn. Nếu cảm giác căn lành của mình chưa thành thục thì nên tài bồi căn lành, làm nhiều việc công đức. Do đó, chưa trồng căn lành thì khiến cho trồng căn lành, đã trồng căn lành thì khiến cho tăng trưởng, đã tăng trưởng thì khiến cho thành thục, đã thành thục thì khiến cho được giải thoát. Các vị lần đầu tiên đến chùa Kim Sơn nghiên cứu Phật Pháp, tu tập Phật Pháp, phải đem tâm thành ra học tập, chẳng sợ khổ, chẳng sợ khó. Trong 7 ngày phải dũng mãnh tinh tấn, đừng khởi vọng tưởng. Nếu một mặt tu hành, một mặt khởi vọng tưởng thì công phu sẽ chẳng chuyên nhất, chẳng chuyên nhất thì chẳng đắc được sự cảm ứng. Do đó, chuyên nhất thì linh, phân chia thì tán. Chuyên nhất tâm niệm
thì sẽ linh cảm. Nếu tạp niệm lăng xăng thì chẳng có sự cảm ứng. Điểm này các vị phải đặc biệt chú ý. Tụng trì chú Đại Bi đắc được sự lợi ích, dù suốt thuở vị lai nói cũng không hết được. Phàm là người tụng trì chú Đại Bi tuyệt đối chẳng đọa vào ba đường ác. Nếu đọa vào ba đường ác thì Bồ Tát Quán Thế Âm ngài cũng không thành Phật. Người tụng trì chú Đại Bi thì tất cả sự ngu si nếu không biến thành trí huệ thì Bồ Tát Quán Thế Âm ngài không thành Phật. Chú Đại Bi trị được 84.000 thứ bệnh của thế gian. Nếu có bệnh tật, thậm chí bác sĩ Đông Tây cũng bó tay. Nếu bạn kiên thành tụng trì chú Đại Bi thì nhất định không thuốc mà khỏi bệnh, tức có thần hiệu không thể nghĩ bàn như thế. Ở chùa Kim Sơn có người đã được cảm ứng như thế, chứng bệnh rất là khó chữa trị. Tụng chú Đại Bi làm cho tuyệt chứng hết bệnh. Thần lực của chú Đại Bi diệu không thể tả. Chỉ xem công phu của các vị trong 7 ngày này như thế nào, ai có tâm thành thì người đó sẽ có cảm ứng, đắc được sự lợi ích. Người có bệnh thì bệnh sẽ khỏi, người không bệnh thì sẽ khai mở trí huệ, cầu gì thì được nấy. Cho nên chú Đại Bi là bất khả tư nghỉ, quảng đại linh cảm, vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Đà La Ni dịch là tổng trì, tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, tức cũng là chú hoặc là chân ngôn, là lời bí mật. Chú có 4 nghĩa. 1. Trong chú có tên của vua quỷ thần, tiểu quỷ nghe đến tên vua thì chẳng dám làm càn, đều phải giữ quy củ. 2. Như khẩu lệnh trong quân đội, tương ưng thì vô sự, không tương ưng thì trị tội. 3. Chú hay bí mật tiêu hết tội nghiệp của bạn, khiến cho người không biết. 4. Chú là lời lẽ bí mật của chư Phật, chỉ có Phật mới biết đạo lý của chú. Các vị lần này đến tham gia Pháp hội Thất Đại Bi đều là các lành đầy đủ, có đức hạnh nhất duyên thành thục mới đến chùa Kim Sơn. Hy vọng các vị đã vào trong núi báu thì không thể tay không ra về, phải đắc được châu báu thọ dụng vô cùng. Gì là châu báu? Tức là chú Đại Bi. Chú Đại Bi có thể trị bệnh, có thể hàng ma, có thể khai mở trí huệ, có thể bảo hộ bình an. Tóm lại cầu gì thì được nấy, nhất định tại tâm mãn nguyện. Pháp hội Thất Đại Bi lần này là pháp hội rất đặc biệt. Ở Trung Quốc cũng rất ít niệm chú Đại Bi, niệm kỷ lục liên tục trong 7 ngày. Ở các nước khác có niệm 7 ngày hay không thì tôi không biết. Song ở nước Mỹ, tôi tin đây là lần đầu tiên. Cho nên hy vọng các vị đem tâm chân thành ra để tụng trì chú Đại Bi, công đức vô lượng. Hiện tại chúng ta đang đả Thất Đại Bi, niệm chú Đại Bi, tức cũng là trong vạn ước tiếng Đà La Ni. Hiện tại đang niệm Đại Bi Đà La Ni thần diệu trường cú. Mỗi người niệm mấy ngàn vạn lần, hiện tại mấy mười người niệm cũng gọi là trăm vạn ước tiếng Đà La Ni. Tại cung trời Đâu Xuất có rất nhiều Bồ Tát duyên giác thành Phật và tất cả thánh chúng đang tụng trì chú Đại Bi, hoặc tụng chú Lăng Nghiêm, hoặc tụng mười chú nhỏ, cho nên có trăm vạn ước tiếng Đà La Ni, chú Đại Đại Đàng,